Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một căn nhà phố được thiết kế full nội thất rất là đẹp, nằm trên trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đã muốn gửi đến cho khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và chiều sâu căn nhà mình lên đến 15m và được anh chị nhà đúc kiên cố 1 trệt 1 lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính cũng như 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng Tây, Tây Bắc, phù hợp với hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, phía ngoài thì mình có những cái mảng chỉ nổi hoa văn rất là đẹp, cùng với đó là hệ thống lan can phía bên ngoài được làm bằng nhôm đúc mạ đồng rất là đẹp và mình sẽ có những cái mảng trần được các anh chị nhà ốp nhựa hoa văn đá, cùng với đó hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp và rất là lung linh cho căn nhà. Và mình có một bộ cửa phía bên ngoài được làm bằng sắt uốn hoa văn rất là đẹp. Và với căn nhà nằm trên con hẻm rộng lên đến 6m, xe hơi xe tải là di chuyển vào bên trong căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và căn nhà mình thì chỉ nằm sau căn nhà mặt tiền đường Hà Huy Giáp thôi, rất là thuận tiện để khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán hoặc online thì rất là thuận tiện. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính bên ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu khách hàng về một căn nhà đang có một cái giá rất là mềm, chỉ với giá hơn 5 tỷ một chút thôi là khách hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà đẹp này. Thì căn nhà mình được bảo vệ với hai lớp cửa, phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa sắt được làm được uốn hoa văn rất là đẹp. Kế tiếp mình sẽ có một bộ cửa cuốn bên trong với hai lớp cửa bảo vệ cho căn nhà. Và di chuyển vào bên trong là khu vực không gian phòng khách dưới tầng trệt. Thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường mình được ốp nhựa hoa văn gỗ trang trí rất là đẹp. Cùng với đó là hệ thống đèn chiếu sáng cũng như bên trong không gian phòng khách mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm, cũng như tủ để mình để giày dép cũng như mũ bảo hiểm. Và đây là khu vực không gian phòng khách của căn nhà, một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và đang có một cái giá rất là mềm. Anh chị nhà đang cần tiền cho nên là anh chị đưa ra một cái giá rất là mềm, chỉ hơn 5 tỷ thôi, khách hàng là sở hữu cho mình một căn nhà đẹp nằm sau căn nhà mặt tiền. Thì chút nữa Nhà đất Hoàng Tín xin quay video để cho khách hàng tham quan một căn nhà chỉ cách mặt tiền đường Hà Huy Giáp tầm cỡ khoảng độ 30m thôi, sau căn nhà mặt tiền. Và đây là khu vực bên trong khu vực cầu thang căn nhà. Thì mình sẽ có một cái tủ rượu nằm đối diện với lại cầu thang và những mảng tường được anh chị chủ nhà ốp gỗ trang trí rất là đẹp. Và cầu thang căn nhà mình thì trụ thang tay vịn được làm bằng chất liệu gỗ đỏ và mặt đá hoa cương với hai tông màu đen và màu trắng. Di chuyển vào bên trong không gian phòng bếp thì mình sẽ có những cái lam gỗ trang trí bên ngoài và những cái mảng gỗ cắt CNC rất là đẹp. Và bên trong không gian phòng bếp thì mình sẽ có một bộ bàn bàn ăn 6 ghế được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm. Tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình thì được làm bằng chất liệu gỗ sồi và mình có khoảng không gian để tủ lạnh rất là rộng, mình được tất cả các loại tủ lạnh vào bên trong căn nhà. Và bên trong không gian phòng bếp thì hai bên tường được anh chị nhà ốp nhựa hoa văn đá cao lên kín tường rất là đẹp, rất là sạch sẽ và thoáng mát. Phía sau mình sẽ có một cái sàn rửa ở phía sau và một cái giếng trời để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Kế bên thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực không gian phòng bếp, gara xe ở dưới tầng trệt của căn nhà. Toàn bộ nhà vệ sinh căn nhà mình thì được anh chị nhà gắn cho mình có một cái vòi sen thuyền, vòi sen tắm massage. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian phòng bếp căn nhà để di chuyển lên khu vực không gian phòng khách thứ hai, phòng khách tầng lửng của căn nhà. Và chỉ với giá 5 tỷ 900 triệu đồng còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp được anh chị nhà thiết kế có tầng lửng để gia đình có xe hơi mình có thể bỏ vào bên trong căn nhà. Và công năng sử dụng của căn nhà mình thì có tới 4 phòng ngủ chính cũng như 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng Tây Bắc, phù hợp với hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Căn nhà mình thì nằm ngay trục đường Hà Huy Giáp, sau căn nhà mặt tiền đường Huy Giáp và nằm sát với lại ngã tư ga và sát với lại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một con đường
nối dài giữa con đường Nguyễn Oanh sang đường Hào Huy Giáp, và thuận tiện để cái nhà mua ở và mở văn phòng công ty thì quá là tuyệt vời, với căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Đây là khu vực không gian phòng khách thứ hai, phòng khách tầng lớn căn nhà. Bên ngoài thì mình sẽ có một bộ cửa kính cường lực, và bên trong là khu vực không gian phòng khách, thì sàn nhà mình được lót, toàn bộ được lót gạch đá hoa văn gỗ và được ốp tường xung quanh cao lên khoảng độ hơn 1 mét, và được anh chị đóng cho mình có một cái tủ rượu rất là rộng, rất là lớn. Ở phía sau mình sẽ có một chuồng cửa sổ mở ra bên ngoài, thì gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian phòng khách tầng lửng của căn nhà, thì di chuyển lên khu vực không gian lầu 1 căn nhà chỉ đến với không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2. Với một căn nhà chỉ với giá hơn 5 tỷ, một căn nhà đang được anh chị nhà cần tiền, cho nên là anh chị đưa ra một cái giá rất là mềm, thì khách hàng cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình, thì chúng ta liên hệ về theo số điện thoại anh chị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem. Với một căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, và anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng thăng tên trong ngày. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu gỗ sồi với rất là nhiều hoa văn rất là đẹp. Sàn nhà mình thì được lót gạch đá hoa văn gỗ, và bên trong thì mình sẽ có giường, tủ kệ để tivi, bàn trang điểm, bàn làm việc. Phía trước mình có ban công để mình ra bên ngoài vui chơi và hóng mát. Toàn bộ lan can căn nhà mình được làm bằng sắt uốn hoa văn rất là đẹp. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước của căn nhà, và mình sẽ di chuyển lại khu vực nhà vệ sinh. Căn nhà mình thì được anh chị nhà thiết kế nhà vệ sinh, mình có hệ thống lavabo bàn cầu, vòi sân tắm, massage và kệ để rửa tay rất là được anh chị thiết kế rất là đẹp, và gương soi. Di chuyển sang khu vực không gian phòng ngủ số 2 căn nhà mình. Căn nhà mình thì được thiết kế có 4 phòng ngủ chính, thì được anh chị nhà full nội thất 3 phòng, và anh chị trừ lại một phòng để gia đình mình có nhu cầu mình làm phòng karaoke, phòng sinh hoạt chung, rất là thuận tiện và rất là tuyệt vời. Với một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong, mà chỉ với giá 5 tỷ 900 triệu đồng. Còn thương lượng thì quý khách hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem. Một căn nhà nằm sau căn nhà mặt tiền đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là chợ Thạnh Xuân và đối diện là trường cao đẳng điện lực. Và căn nhà mình thì chỉ cách quận Gò Vấp tầm cỡ khoảng độ 5 phút đi xe gắn máy thôi, rất là gần. Một trục đường Hà Huy Giáp sang trục đường Nguyễn Oanh là mình về đến quận Gò Vấp, cũng như là mình về trung tâm của thành phố và sân bay. Từ vị trí căn nhà mình di chuyển về sân bay thì tầm cỡ khoảng độ 15 phút, và mình về trung tâm thành phố thì tầm cỡ khoảng độ 25 phút. Với một căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Đây là không gian phòng ngủ số 3 của căn nhà. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong, và mỗi phòng ngủ thì mình đều có nhà vệ sinh riêng, thì thuận tiện để quý khách hàng mua ở và mua đầu tư cũng như mình mua cho thuê, chỉ với giá hơn 5 tỷ thôi. Căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, và khu này thì đã xây dựng xong tầm cỡ khoảng độ 80% rồi, chỉ còn sót lại vài lô đất nữa thì cũng như là từ giờ đến cuối năm thì sẽ xây xong khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp này. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 4 căn nhà. Phòng ngủ này thì anh chị đang để trống, và di chuyển lên khu vực phía bên trên, khu vực không gian phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía trước cũng như sân thượng phía sau căn nhà. Thì quý hàng đã xem video, nhớ đăng ký kênh để nhà đất Hoàng Tín luôn cập nhật với hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Và những căn nhà này thì anh chị đang cần tiền, cho nên là anh chị đưa ra một cái giá rất là mềm, chỉ hơn 5 tỷ thôi, 5 tỷ 900 triệu đồng. Còn thương lượng với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, và là khu nhà ở rất là cao cấp, thuộc đường Hào Huy Giáp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khoảng sân ở phía trước của căn nhà, và di chuyển lại khu vực phía sau sẽ đến với lại một cái phòng phòng giặt cũng như là khoảng sân ở phía sau căn nhà. Căn nhà mình thì nằm trên một cái vị trí cực kỳ là đẹp, phải nói căn nhà này rất là đẹp,
chỉ sau căn nhà mặt tiền đường thôi. Nhà đất Hoàng Tín xin chiếu sơ qua để khách hàng tham quan. Một căn nhà nằm sau căn nhà mặt tiền đường Hào Huy Giáp, chỉ cách trục đường Hào Huy Giáp phía ngoài tầm cửa khoảng 30 mét thôi. Với một căn nhà mặt tiền đường là đã vào đến căn nhà của mình rồi, thuận tiện đến khách hàng mua để ở là mở văn phòng công ty. Và video nhà đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.